Nè, cả nhà thấy miếng thịt ngon không? Nè, miếng thịt trắng thao ngon dữ dằn, ngọt thanh dữ dằn, cả nhà ăn hả hậu ra đi em đút cho cả nhà ăn nè. Ôm nè, ôm. Chào cả nhà, bữa nay á em sẽ lấy cái lợp này em đi lặt lợp với ấy cá nha cả nhà ơi. Bây giờ mình đặt lọt xong rồi nghe cả nhà ơi. Giờ mình chờ tới ngày mai coi thử có cá không mình xuống mình dỡ. Giờ mình vô rồi ngày mai mình xuống mình dỡ thử có cá không. Hôm qua cái lọt của mình đặt chắc bây giờ cũng dính cá, bây giờ mình ra mình giỏ thôi coi thử cá không. Hôm qua mà dính cá cái này nè. Ừ. Cái này là em đặt ở ngoài sông lớn nha mà cả nhà ơi. Nè cả nhà thấy cá không? Để giờ em kéo nó lên. Giờ em kéo cái này lên. Cả nhà thấy cá không? Cá của em đặt hôm qua nè. Ý là em đặt có con đi một và nhiêu đây nè cả nhà. Em mới đặt hồi hôm qua, hồi chiều hôm qua đó là sáng em ra em dọ dở nè. Bây giờ em xin cho em làm ăn nha cả nhà ơi. Cá bữa nay em làm món nướng nha cả nhà. Giờ em đi ra xa em đi ấy củi lửa đang em nướng cá. Xong rồi nha cả nhà, cá nè. Cá ấy của em nè. Rồi em chuẩn bị rau, chuẩn bị hành tỏi đồ hết rồi nha. Rồi em bây giờ em chuẩn bị nướng nha. Có hai con cá này nhỏ quá em không có xài tới nha cả nhà. Giờ em thả nó xuống điện nha cả nhà. Con cá này còn nhỏ em không có xài. Bây giờ chuẩn bị xong rồi, giờ mình đi gom củi đang nhóm lửa.
thái củ hành với ớt rồi em đâm ra lần ớt cá nha cả nhà ơi. Em sắc ra nhỏ nhỏ đừng em dễ đâm á, đâm ra cho nó màu nắng. Bây giờ em đâm ra nha cả nhà, em đâm gia vị ra đặng em ốp cá. Để giờ em mấy tỏi với ánh chữ hành vô với ớt. Em mấy bột ngọt với ấy miếng đường. Giờ em đâm ra cho nó đều. Nước mắm nha cả nhà ơi. Giờ em trộn cho đều rồi nè, giờ em trộn vô bụng cá nha cả nhà. Nè cá của em. Nè cả nhà, em móc bụng cá ra sạch hết nè cả nhà. Giờ em trộn gia vị của em vô nha cả nhà ơi. Em trộn vô cho con cá nó thơm, cho nó thấm vô thịt cá. Rồi em thộn vô rồi đó, bây giờ em bắt chỉ lên là em nướng à. Chắc vàng rồi, để chở thôi. Ớt cá mình bỏ củ hành đỏ vô nó thơm dữ dằn. Thơm quá. Nghe mùi thơm á. Thơm quá. À, cá vàng rồi, cá này gần chín rồi. Bốc mùi thơm dữ thiệt. Bây giờ em làm mỡ hành để em rướn lên cá cho nó thơm nha. Giờ em bắt lên đặng em ấy mỡ hành nha cả nhà ơi. Em vừa nướng cá rồi em vừa sấy mỡ hành luôn nha cả nhà. Đặng em rứa lên trên cá cho nó thơm. Mỡ hành của em sôi rồi nè. Bây giờ em rưới lên trên cá cho thơm. Nè cả nhà thấy mỡ hành của em à, thơm này nè. Thơm với dạng hành này là mình phi thơm. Cá này em ấy dãy ra đằng em rưới lên cho nó thơm nha cả nhà nè. Thấy không? Trắng ngon dữ vậy nè. Em đột dãy ra cho cả nhà coi. Nè thấy không? Mình nướng cá em nướng nguyên dãy thế nào nó mới ngon. Dưới lên đang cho thịt cá nó thơm á cả nhà.
thơm dữ lắm. Chín ăn thử có mùi vị thế nào. Đúng là thơm thiệt, ngon. Thịt cá mềm mà ngọt dữ dằn. À, ăn thử ngay đây, là ăn ngay đây ngon nè. Đây em úp đồ vô ngon dữ dằn. Nó mặn mặn ngọt ngọt ngon lắm. Ăn miếng củ hành cho thử sao có mùi vị vậy. Củ hành chín ngọt lắm cả nhà. Ngon. Cay. Nó có mùi cay ngon. Ngon thiệt. Bây giờ em thử gói miếng bánh cán ăn coi thử có mùi vị như thế nào. Đúng ngon luôn. Cái này là em làm mà bữa nay là đúng ngon luôn. Em ăn em còn thấy ngon nữa mà. Bây giờ em gói bánh cán ăn nha. Ngọt dữ dằn lắm, ngon lắm. Ngon. Em ăn nó ngọt dữ dằn. Cái củ hành này ngon lắm nè. Em cặp chung với cá ăn. Ngọt ngọt cay cay ngon dữ dằn. Củ hành nó thơm dữ dằn. Em úp đồ đây nè, nó thấm nó ngon dữ dằn lắm cả nhà. Em ơi, em hay gắp củ hành bỏ vô luôn. Củ hành này ngon lắm nè, em ăn em phải ăn củ hành này. Để em gói miếng cá vô. Rồi cả nhà nhớ nha, nước cá đừng có đánh dãy, để nguyên dãy giống em, giờ nào con cá nó mềm nó ngon. Chấm vô mắm nữa.
Cái này là ngay cái bụng nè, ngon, ngay cái bụng là ngon nhất. Ngon quá à, nó cay mà nó ngon dữ dằn lắm. Nó cay thiệt nhưng mà nó cay mùi vị của cái ngon kìa, ngon dữ dằn. Em làm miếng dưa leo vô cho bớt cay mới được. Nó cay mà không phải cay nặng, cái nhà cay làm sao, cay sao mà nó mùi, nó thơm, nó ngon dữ dằn, em không biết được, em tả luôn. Em ăn miếng nhỏ, ngon lắm, chịu không nổi, cay mà em vẫn ăn. Nó ngon quá, sự hấp dẫn nó ngon quá, em cay quá trời mà em cũng không ngưng ăn được. Cả nhà ăn chung với em nha. Ngon lắm. Nè, cả nhà thấy miếng thịt ngon không? Nè, miếng thịt trắng phao ngon dữ dằn, ngọt thanh dữ dằn. Cả nhà ăn hả hậu ra đi, em đút cho cả nhà ăn nè. Ồm nè, để em ăn thử cái cục này ra nè cả nhà. Nè, bỏ vô họng nè. Nhai trù. Ngon quá cả nhà. Đúng là ngon thật. Em ăn miếng dưa leo rồi. Giờ em ăn xong rồi. Ấy, em tạm biệt cả nhà nha. Cả nhà nhớ theo dõi em nha. Lần sau em sẽ làm một món ăn hấp dẫn và ngon lắm. Cả nhà nhớ theo dõi em. Em chào tạm biệt cả nhà nha.